Hoan nghênh và chào đón các bạn đến với channel của Kamisi. Chúng tôi là đơn vị chuyên bán buôn bán lẻ quần jean nam uy tín số 1 ở trên thị trường hiện nay. Và nếu như bạn đang quan tâm cho mình về những sản phẩm quần jean nam đẹp, phong cách thời thượng, hot trend cao cấp thì các bạn hãy nhanh tay đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật và theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu tới các bạn đó chính là một chiếc quần mò jean nam ống suông mới nhất năm 2024. Sản phẩm này của chúng ta thì sẽ có phong cách rách bụi, chất chơi, vẩy sơn, rất là phù hợp với những bạn trẻ thích thể hiện cá tính cũng như là cái chất riêng của mình. Nhìn qua ở trên sản phẩm, các bạn thấy rất là rõ ở bên trên phía túi đằng sau như thế này. Nó có những cái đường chỉ thêu rất là sắc nét và màu sắc của nó thì vô cùng là sặc sỡ. Chính những cái điểm nhấn như thế này thì nó sẽ giúp cho chiếc quần của các bạn trở nên nổi bật hơn và thu hút hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó, chúng ta còn có một số những điểm ví dụ như là cào và mài ở cái phần nắp túi cũng như là vẩy sơn, mài bạc ở dưới này. Một chiếc quần có rất là nhiều chi tiết giúp khi mà bạn mặc lên mình, nó sẽ là một trong những sản phẩm rất là nổi bật. Ở bên trên đây thì chúng ta còn có cả một chiếc tắc da màu vàng có được in laser những cái dòng chữ ở trên này, rất là sắc nét và da này rất là mềm các bạn nhé, rất là mềm luôn. Đó, và da bò chuẩn 100%. Khi các bạn sử dụng các bạn không lo sợ bị nước làm nó bị nổ ra đâu, cái này là mình khẳng định với các bạn là như vậy. Đường chỉ may ở trên này thì sẽ được sử dụng là chỉ dù màu vàng ở trên cái tông nền màu đen các bạn nhé. Cái đường chỉ vàng ở trên này thì nó sẽ rất là nổi ở trên cái tông nền màu đen như thế này. Và họ may thì cực kỳ là sắc nét. Chất liệu vải thì theo mình đánh giá là nó rất là mềm. Cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình nâng nó lên thì mình thấy nó rất là mềm luôn các bạn ạ. Cực kỳ mềm các bạn nhé. Và cái chất liệu vải này là vải jean cotton không có co giãn. Mình thử kéo ra nhưng mà nó không có co giãn các bạn ạ. Sờ thì cực kỳ là mượt mà, mịn màng. Về cái phía mặt sau của sản phẩm của chúng ta thì nó sẽ có những cái điểm mài bạc cũng như là vẩy sơn khá là nhiều như thế này. Bên cạnh đó cả cái phần gấu ở dưới này nữa thì nó cũng được mài và nó sẽ có những cái điểm quát viền rất là đẹp. Phần gấu của chúng ta thì sẽ có cả mài rách, cả trên cả dưới thì chúng ta đều có những cái họa tiết riêng các bạn nhé. Các bạn nhìn qua những cái đường chỉ may này, họ làm vô cùng là tuyệt vời, sắc nét đến từng mũi chỉ đúng không ạ? Mặt trước sản phẩm của chúng ta thì sẽ là một trong những cái khiến các bạn trở nên nổi bật cũng như thu hút hơn rất là nhiều. Đầu tiên thì về mặt trước sản phẩm, các bạn nhìn thấy rất là rõ ở hai bên ống quần của chúng ta thì có quá nhiều những cái họa tiết từ mài rách cũng như là vẩy sơn đó, rất là nhiều đó, các bạn thấy các bạn. Với một chiếc quần như thế này thì mình đảm bảo là khi các bạn mặc ở bên mình thì nó sẽ thu hút được tất cả những cái ánh nhìn từ những người xung quanh, và nó còn cho bạn có những cái góc nhìn thời trang rất là mới lạ cũng như là rất là thời thượng nữa. Ở trong thời trang thì những cái sản phẩm mà nó có càng nhiều họa tiết nổi bật cũng như là độc lạ như thế này thì nó lại càng giúp các bạn trở nên thu hút hơn rất là nhiều. Ở phía dưới đây chúng ta sẽ có những cái điểm rách này các bạn này, cũng như là ở bên này chúng ta cũng có nữa, rất là nhiều những cái họa tiết rách trên này và họ làm rách ra thì rất là đẹp các bạn nhé. Sơn vẩy ở trên đây thì sẽ là hai màu, là màu trắng màu đỏ là chủ đạo, còn ở phần này rách thì họ lại may vá lại cho các bạn luôn, các bạn thấy không? Đây mình sẽ để như này thì các bạn sẽ nhìn cái mặt trước nó được rõ hơn các bạn nha. Chất liệu vải thì cực kỳ mềm, mình rất thích những cái chiếc quần jean nam ống suông mà cái vải loại mềm như này, vải rất là mềm luôn, ống thì to các bạn nhé. Đó. Và đây là một trong những sản phẩm mà mình rất là muốn giới thiệu tới các bạn, bởi vì nó là một trong những sản phẩm mới. Vậy nên nếu như các bạn cũng muốn sở hữu cho mình sản phẩm này thì hãy liên hệ ngay tới Kamisi qua số điện thoại mà mình đã để ở bên phía dưới góc màn hình đây. Ngoài ra thì những thông tin khác của bên mình có để ở bên dưới phần mô tả. Khi mua sản phẩm các bạn hoàn toàn được kiểm tra mặc thử thoải mái, sau đó mới phải thanh toán tiền. Bên mình hỗ trợ giao hàng ở trên toàn quốc rất là nhanh, và bạn nào còn câu hỏi gì thì cứ để lại bình luận bên phía dưới các bạn nhé. Mình rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cũng như là xem hết video. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh, bấm chuông để tiện cập nhật cũng như là theo dõi cho mình về những mẫu sản phẩm mới nhất, đẹp nhất, hot nhất từ Kamisi các bạn nha. Mình xin phép được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn một ngày bình an, may mắn.